Ok. Yên tâm khi cứu bí mật anh ơi à. Dạ. Ôi, cảm ơn em nhé. Đồng lắm anh ơi. Cái để trả lụa mẹ. Mẹ. Đưa 60 viên đạn đây. Nhanh lên, đừng cứ bắn cho bây giờ. Mẹ. Mày chuyện em ạ. Mẹ chả có đéo gì đút đây. Gần gần đây. Mua nắm. Anh chỉ điểm. Biết nghe tiếng thôi. Trong kho anh ơi. Nam ơi, vào cứu thằng Ninh đi. Đây, em ơi, chị đây. Ôi, thằng kia anh gạt mà nó chưa chết này. Đây, dùng tạm kia. Hà Nội team. Hà Nội team. Gần em. Rồi, nó đang ngồi dính nhá. Cái định mạnh, what the fuck. Ôi ơi, em ra cứu nó đi, anh không cứu nó đâu. Thôi nha. Úi dồi, không linh kìa. Bơm lên máu đâu. Ôi, ôi, đi vào đây Linh ơi. Linh. Nam ơi, mày đừng lùi nữa, mày nhặt mất phục vớt Hoàng Linh giờ. Đâu? Nỗi anh ơi. Đấy. Mày kéo chết nhá. Tí toàn. Khổ AK này, con. Em nhìn thấy hai thằng nhảy tiến công cứ lật đấy anh ạ. Trận này chưa gì, lốc hai lần rồi. Trong kho có anh Tuấn có này. Chạy nhầm hướng các bạn ơi. Kê. Nghe tiếng cạch. Vãi nồi cái gì đấy? Cái gì đấy? Ba thằng này anh thấy yêu vãi hồn luôn á. Thôi anh ơi. Anh cầm được rồi, thế thôi. Anh già rồi, anh nghỉ hết. Này, cái đồ tuổi của người ta. Này, đan tránh này. Ai lấy không? Phải le bắn kìa. Chắc em giữ X4 này. Bố cho anh. Đan tránh này. Anh cho. Dĩa ra luôn, dĩa luôn. À đấy, anh xử lý mà mấy em. Ôi, anh ra viên. Cái đầu vòng tôi dựa tôi đổ ra. Tắm 100 mấy viên này. Đây, em cho anh một cái này. 200 viên đâu không? Cho anh... bao nhiêu thì ỉa luôn đi. Không bắt được, đi lác thôi. Đây, để... em bắt cả ra này. Muốn làm thì phải ăn suốt ngày đi xin thế. Muốn ăn thì phải lăn vào bếp. Ờ, chả hiểu sao, xin hoài. Anh em tôi cho nhau đây. Nếu có thì xin làm sao. Anh em tôi cho vào nhau. Rồi, tặng anh chị 10 cốc trà đá. Cảm ơn em, cảm ơn Cường rất là nhiều nhá. Cảm ơn Cường, Momo yêu em cực cực. Yêu em 3.000. Lớp 3.000. Ai đồ làm gì có ai yêu mà hiểu được. Trời ơi. Hay là anh Nam đang cầm súng gì? Anh có AK không? Anh mini với AK. Đổi M4 không? M4. Anh mini với M4. AK anh vừa vứt ra xong đây, ra đây. Đâu, anh dẫn đi em. Em đưa đạn xanh cho. Đây có đạn xanh nè. Đây em chưa đưa cho anh hẳn 200 viên luôn. Đây là cho anh. Ai con bé cho anh xin con bé đi. Con xin chỏ nữa, tôi la mắn đi chứ. Đây.
Ôi. Vừa tin ra. Anh nói thế thôi, xem bọn em có nhớ bài học bài học của anh không? Đây. Đàn vàng ấy Linh ạ. Em nhớ đây. Ăn đầu gối. Nhớ bài đây. Đầu gối. Ôi cái mồm nhớ, nhớ nhiều chứ. Nhớ mồm. Cái mồm hơi có thể đánh cái mồm lần sau không được xin bạn nhỉ, nghe chưa? Phải tự làm đây. Cầm bốt đặt ý thế nhỉ? Làm gì đấy? Này, này, anh nhìn cây AK của em này. Đấy, em. Cái gì? AK là sao? AK đẹp không anh? AK mấy? AK Giáng sinh mà. Giời ơi. Đẹp hơn cái AK băng của anh. Tao đang ăn bốt kia kìa. AK như đây, mini cuốn rẻ này. Lên đây, nhanh lên. Ui giời, xích lợn đúng không? UI đâu hả? À? Steven. Kìa rồi. Toàn luôn ạ. À. Vào đón bạn. À, thanh nghe trốn học, trốn học, trốn học. Toàn luôn. Ui, nó giàu thế. Bị lúc dạo bao giờ chả giàu em. Đứng từ đó. Ủa, sao lại máy bay tiếp vậy? Rồi phải coi là mắt nhỏ. Ủa, xem nó có xăng không, lút xăng, xe sẽ có xăng mẹ rồi. Không, nó không có. Nó không có. Xe đẹp không chị xích. Ui. Ui. Đưa xe đây. Đây anh ơi. Anh đi kiếm xe ra nhá. Kính cường đứng đợi em kìa. Ok. Một người đội trưởng tốt là một người đội trưởng không tham mạng anh em. Mà dẫn đội, dẫn cả team đến với những cái mạng nó quá easy. Để luôn trước bao giờ thấy những cái mạng. Chẳng hạn người lái xe mà không phải tôi thì làm sao có được những cái mạng ngon thế. Xích lợn sẽ có những pha lái xe ngu người. Lắc lọ lắc kia. Ờ trong này có xe đâm vào này. Ơi nó giết thằng nào, thằng nào thò ra bắn giết thằng đấy. Ủa? Đâu ai thò ra bắn đâu, có một thằng thò ra bắn đi khung à. Quá thằng nhảy thằng bắn cũng một thằng nhảy à. Một thằng nhảy hai thằng bắn. Ôi có con xe điêu hướng 60 kìa. Ôi bắn 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 cái nóc kia. Không cái nóc nào nữa à. Nhà bệnh viện đúng không? Cái đấy phải là bệnh viện. Kìa, bên kia có một con khu bên kìa. Trên nóc nhà anh Nam ơi. À đâu rồi, nóc rồi. Có pha le kìa. Đâu rồi anh? À đâu rồi em thấy. Kìa. Nó đâu, nóc ở nóc nào? Trên nóc nhà. Nóc này. Em đang đả bom. Enemies ahead. Ồ. Đả bom nó chết mẹ anh. Rồi thấy không? Bật tường, bật tường. Vào nhà rồi. Ngoài tường bên phải có anh Nam. Trời đi. Thằng kia ăn 3 viên AK, Nam sẽ chết, thằng là ăn 4 viên AK, Linh sẽ chết, trời ơi. Ủa, đừng Linh ạ. Gật ghê. Đi đạn thôi anh. Buồn vãi cứt. Người ta bảo ăn thì cũng phải nhường cho người già một chút đây, ăn tuyệt. Thì em ăn được một mạng, anh Nam ăn hết, anh Nam ăn hết. Ngẫm mà chán.
lấy xe tới ạ. Ê, đến người tiếp ạ. Để có đẹp lên nhỉ. Mày bên anh thích anh làm fanpage à? Anh không. Fanpage gửi được tin nhắn ra. Ừ. Fanpage mày vừa đi qua em rồi. Cứ sáng ra ngủ dậy là cái ấy group cũng rất là đất nào diện tầm trưa là đông lắm. Có xe chạy bên trái 155 nó chạy hướng mình hướng mình này. 249 ra. Ủa ai? Mày quá, anh ăn đủ mà. Ủa trời anh Nam ăn hết chứ. Đi không giảm bắn. Mày quá, mày quá. Ô thế là em bị nổ xe chết sao ấy? À không. Mày chết rồi. Mày chết luôn chứ. Thì thôi sẽ nổ quá. 249 xây nó sướng thế. Chứ bây giờ làm không mà. Em giảm xây thôi. Em xây vốn lên nó đôi khi cỡ 29 kẹt đó này. Đúng rồi đó. Tuấn Húc anh cứ thế anh dã đâu. Em thì có bao giờ em dừng đâu mà. M249 hả? Em làm phải phụt hết một băng anh ạ. Phụt hết luôn. Xe nào đấy? Xe mình đổi đấy. Ơ, xe mình làm sao đi xe này? Bỏ quên đồng đội rồi. Cháu ơi. Anh ơi đánh cho người yêu. Người yêu này thì chịu. Cái loại đồng đội luôn. Không hở tí là đã thấy nó nhảy ra khỏi xe rồi. Nhìn buồn mắt rồi. Người yêu này thì có đáp luôn. Đánh cho người yêu rồi anh ơi. Cái kia thì không người. Ê có xe đi lên đi. Người yêu. Ok, yêu anh, anh nhanh 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 nhanh. Ui, xe bến Thượng Hải, xe bến Thượng Hải. Vào nhà đi em ơi, vào nhà. Ôi, để, còn lại kẹt xăng nó. Hết xăng nó. Nó dừng cái nồi, ui, nó chạy được rồi. Đi vào. Nó có ốp. Ui, nó có ốp ấy chị ơi, không đây được. Anh quăng khỏi. Mọi người chạy được không? Đây bọn em bỏ khóa mọi người. Á, em quăng thêm quả nữa chị em. Ơ, không chết mà. Ờ, em nó bỏ rồi. Ủa? Cái nồi gì ấy? Con này. Cái gì ấy? Anh bắn phải luôn chục viên, tóe máu xanh luôn nhá. Thì em bắn lên 2 băng này, tóe máu xanh này. Hả? Ủa? Viên AK này. Cái nồi gì ấy? Ủa? 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 20 viên AK luôn ạ. Dẹp. Bắn 20 viên gần một băng AK này. Đi. Anh đáp luôn. Anh đáp luôn 30 viên. Bị gì ấy nhở? Bị gì ấy? Máu em gặp nhiều rồi. Em cứ tưởng em lag cơ. Máu. Mang nguyên hết máu. Ủa? Em bắn một thằng 5 viên AK nè. Anh bắn 30 viên này. Ơ 5 viên AK. Nó nhìn thấy anh đáp nhá, còn mình im luôn. What the fuck? Ôi. Nào đi. Ngoài bo anh. Nó bắn xuyên khói kìa, đệt. Kiếm xe mà đi. Ngoài kia con xe máy không? Không
mà góc trái chân. Cứu được không? Cứu được không? Cứu được rồi. Ui lô bắn em. Chịu chết, bắn như này thì chịu chết. Nó xuống rồi, nó xuống mọi người. Rồi. Gạt đi, đừng để đồng đội nó cứu. Không gạt được, nó đắp vào sau cây rồi. Chị em đẩy vòng sâu đó. Không được. Ui, ngọn sau nữa kìa. Ui, điều tốt rồi. Đi. Nó đâu, gần em ấy bỏ thôi. Em ấy tuấn lấy xe máy vào đi. Thôi, ở đây được rồi. Cần liên tim nó rồi à? Tim nữa em hả? Hết rồi. Ok. Sao này bắn bọn này trâu thế? Hách máu à? Chả hiểu. Ở đây em lấy ô tô nhá. Em công nhận không? Mình bắn nhá, nó ngồi im ở chỗ đấy, nó bắn mình phải bắn giống như kiểu lắm. Cả team mình bắn bot đấy, xong rồi mãi về sau nó mới chết đúng không? Ủa, con này hết mẹ xăng rồi. Thôi đi bộ đi, bỏ đi. Còn một team đi ông Dacia ấy. Ủa, bắn tiếp bắn chín mình bắn cũng không tỏa máu chứ, nếu mà bom tuyệt mạnh vào. Nó phải bị cản chứ, nó không có hiệu ứng tỏa máu. Bị cản, xem bắn trắng bao tuyệt máu được. Nói chung là hơi khó hiểu. Đông ý, mình thấy nó bom tuyệt mạnh. Bao giờ tự chơi game tuyệt mạnh. Cảm ơn em nhá. Máy cả nồi đặt tên là người yêu Tuấn HC ạ. Bạn đặt thế thì nhiều lầm rồi, chết. Có khi nào bọn này ở trong nhà không? Em nghỉ đấy, đang vào đấy. Điểm vào đi. Cửa thì nghe vẻ đang đóng em ạ. Ơi em ơi. Ui đây. Đúng ở đây. Đây. Trong nhà có người. Trong nhà, em nhìn cái đầu của nó rồi đấy. Ui. Vào không? Đáng định vào. Vào. Từ. Vào bằng đường nào? À đường của em mấy anh Tuấn vào được đấy. Ừ, đâm thẳng đúng. Nó quăng con bom lên trên cái ấy đã. Cái máy hiên. Anh cứ quăng đi, em trông cho anh chạy trước. Ok. Đông em ơi. Đây em vào. Kìa, nó ở ngay chỗ cửa sổ đấy anh. Ừ. Em cho nó ăn quả bom trước. Ôi, ngon. Còn bom. Ôi, clear. Ui, có bom ai đây? Bom của ai đây? Vai nổi ạ, bom dã man thế. Ôi, clear rồi. Ui, cái mặt mấy mặt vậy? Vai nổi. Chịu. Sao mình lắm có một quả mà sao vậy? Ném thì ném thừa thôi. Tống lấy chết nhiều bom vãi cả nồi ra. Nó tư bắt ăn người ạ. Ăn đúng bom mình luôn. Chả hiểu kiểu gì. Ôi em ném bom như chết ba thằng anh ạ. Em giết hết, em bắn hết. Con report cho đồng đội là bom. Cuối cùng là mình ăn bom ạ. Nghĩ mà nó chán. Vãi cả tổ ạ. Thề luôn. Cái ủa? Thằng kia tôi chết tử luôn. Chết hủy luôn rồi. Bạn nam à? Bọn này nghe vẻ khốn khó mấy cả. Không phải. Tuyệt vọng. Sống tuyệt vọng. Ông kia thấy nó từ từ nữa trong đấy. Ồ, nó bảo là ui thằng này team này tự tin vãi nổi không? Chúng ta chơi đùa trước pha bò cuối này tức là chúng ta bắn này rồi. Nhưng bạn ấy học hỏi theo Nam cũng chơi đùa anh em ạ, nhưng mà không có người cứu. Hài quá.